Toyota Camry 2.5Q anh chị, một siêu phẩm nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan 2020 mà chỉ có trùm mền thôi, đi 10.000 km anh chị. Không thể tin được, một chiếc xe mà 4 năm trời mua về chỉ có đa phần là để ở nhà thôi anh chị. 10.000 cây thôi anh chị. Một chiếc xe quá đẹp luôn anh chị, xe về quân chưa rửa gì hết anh chị nha. Anh chị nhìn mâm này, mới tinh này. Lốp thì theo xe luôn anh chị nha. Chắc chắn 10.000 cây thì không thể nào mà thay lốp được. Đã 2020. Form này là form 2.5Q biển Sài Gòn anh chị. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất, Hybo thể thao anh chị nha. Có cửa sổ trời, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Xe này thì được trang bị là phim cách nhiệt về che mưa, có thảm sàn 5D. Rất là mới, rất là đẹp luôn anh chị. Một siêu phẩm luôn anh chị. Anh chị nào mà yêu thích dòng Camry thì có thể cân nhắc một chiếc xe màu đen, nội thất đen bên Quân anh chị nha. Xe thì Quân cam kết với anh chị tuyệt đối không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, ba tiêu chí vàng. Thì Quân có bao check test luôn. Anh chị mua thì có thể test tại hãng Toyota. Toyota chính hãng có chức năng test xe thì anh chị có thể mang xe đi test anh chị nha. Đây, form này thì rất là đẹp rồi, có cửa sổ trời luôn anh chị. Tiêu hao nhiên liệu thì từ 5 tới 11 lít anh chị nha, tùy theo cung đường. Chúng ta nhìn nội thất này. 10.000 cây thì anh chị biết rồi. Cực kỳ là đẹp luôn ha. Anh chị nhìn odo này. 10.000 km, có ga tự động này, có lái chuyển số vô lăng này. Ghế da này, anh chị nhìn này, mới tinh luôn anh chị nha. Mới tinh luôn. Xe thì Quân vẫn chưa rửa luôn. Thảm sàn thì rất là đẹp luôn anh chị nha. Thảm sàn rất là xịn sò luôn. Xe này về thì thậm chí những cái siêu này, anh chị vẫn còn được bóc siêu luôn ha. Có cửa sổ trời này, có thắng tay điện tử này, có auto hold 3 chế độ lái, màn hình JBL 9 loa. Rất là đẹp luôn anh chị. 10.000 cây thôi mà xe này mua về là chủ yếu là để ở nhà không anh chị. Anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn ha. Bệ thì tay có tích hợp nút bấm này, tăng giảm âm lượng rồi điều chỉnh rèm, đầy đủ hết anh chị nha. Một chiếc xe quá mới luôn anh chị. Anh chị mà quan tâm một chiếc Camry form dáng đẹp, form dáng của Camry này thì rất là đẹp rồi anh chị. Cốp này anh chị, cốp có thêm cái khay hành lý nữa nha. Đây là gì đây? Bộ ghế, bộ thảm sàn. Thảm sàn anh chị nha. Thảm sàn. Đây anh chị. Lốp thì chắc chắn là chưa hạ rồi. Sơ cua thì chắc chắn là chưa hạ rồi anh chị. Mới tinh luôn anh chị. Không thể nào mà tin được một chiếc xe lăn bánh ngoài đường 4 năm trời mà đi có 10.000 cây thôi anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Có cái chỗ này là thông cái khoang hành lý luôn anh chị. Rất là đẹp luôn. Xe thì zin tuyệt đối anh chị nha. Mới 99%. Và bây giờ Quân sẽ mở cái động cơ xem cái độ mới của động cơ của chiếc xe 10.000 cây nó trông ra sao anh chị nhé. 10.000 cây thì tất nhiên là có chảy xước, nhưng mà sơn zin thì còn tới 90% anh chị nhé. Sơn zin còn 90% thì anh chị có thể là hoàn toàn yên tâm. Đây, động cơ quá mới luôn anh chị. Động cơ thì quá mới rồi. Xe này Quân chưa hề vệ sinh luôn anh chị, mới về thôi. Mới về luôn mà đẹp như vậy rồi anh chị. Không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích nha. Bên Quân kiểm tra thì đã kỹ rồi, anh chị cứ yên tâm xài nha. Chúng ta nhìn những cái ốc chân máy này anh chị. Ốc chân máy này mới tinh ha, mới tinh luôn. Những cái rong này, những cái nắp dàn cỏ phía trên này còn nguyên bản hết anh chị. Xe không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích nha. Tất cả những con ốc này còn nguyên bản hết anh chị, nguyên bản luôn. Keo chỉ còn nguyên bản luôn anh chị. Xe mới tinh luôn ha. Anh chị mua những chiếc xe này về thì rất là yên tâm xài ha. Ngoài ra bên Quân có thu cũ đổi mới, có hỗ trợ ngân hàng, có hỗ trợ giao xe tận nhà. Anh chị quan tâm những chiếc xe Camry siêu lướt thì có thể cân nhắc chiếc xe này. Camry 2.5Q 2020 form nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. 980 triệu nha anh chị, còn thương lượng nha. Anh chị quan tâm con xe này thì cứ tới ngay Thủ Đức coi xe đi. Quân vẫn còn thương lượng. Rồi, cảm ơn anh chị đã coi video.